Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình lại quay clip chia sẻ đến cả nhà một tiết điệu nhạc sôi động thuộc thập niên 60 đã làm nên danh tiếng của đôi nghệ sĩ Hùng Cường, Mai Lê Quyền. Thời đó thường nghe bảo là xem chương trình nhạc kích động nhảy tuyết của đôi nghệ sĩ Hùng Cường, Mai Lê Quyền. Thì giới trẻ rất là thích ạ. Và sau đây mình xin chia sẻ với cái bài hát của tiên sinh Y Vân được mang tựa đề Đêm Quyền Diệu thuộc tông La Thứ. Mời cả nhà cùng nghe ạ. Thì cái cách đánh bát nó rất là lôi cuốn. Và trong cái bài Đêm Quyền Diệu thì cái câu intro có một nốt thăng, đó là nốt pha thăng. Nó sẽ đi từ nốt pha thăng giật về đến nốt la. Chúng ta sẽ vào bài. Và sau đây mình xin làm lại. Sau rất là mong cả nhà có thời gian xin mời ghé vào shop đàn Bolero dạy học để cùng nhau giao lưu, cùng nhau đàn hát, để cùng nhau tiến bộ. Và rất trân trọng đón tiếp cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau. Chúc cả nhà luôn vui vẻ nhé.